Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ vẽ bức tranh về dáng mẹ trong chiều hoàng hôn. Đây là một bức tranh phong cảnh rất là đơn giản. Tôi vẽ bằng màu nước. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Tôi sẽ tua nhanh video một chút và sẽ chú thích từng bước chính trên video. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi để đón xem những video mới hàng tuần nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.